Năm 2019, dòng chảy trên các sông khu vực Bắc Bộ thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 10 đến 80%. Hiện nay, tổng dung tích các hồ chứa lớn trên sông Hồng thấp hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 5,1 tỷ mét khối. Dự báo từ tháng 1 đến tháng 6, 2020, nguồn nước trên các sông suối khu vực Bắc Bộ tiếp tục thiếu hụt. Vì thế, các địa phương phải xác định tinh thần tập trung lấy nước ở mức cao nhất, đảm bảo không chỉ phục vụ gieo cấy và còn cho quá trình tưới dưỡng lúa cả vụ. Ngay từ đợt lấy nước đợt 1 là phải đổ ải, tập trung đổ ải. Đây là biện pháp giữ nước. Chứ nếu như anh để chơ vơ cho nước vào rồi nước lại trôi đi thì đợt sau là chết, là tốn nước. Đấy là cái điểm, tức là phải vận hành một cách khoa học. Làm sao hiệu quả của 3 đợt lấy nước này đủ nước phục vụ cho 546.000 ha đã đành. Như thứ hai vậy đủ để chuẩn bị cho công tác tưới dưỡng, công tác dự phòng. Đó là cái điểm thứ hai. Điểm thứ ba nữa là phải chú ý hết sức chú ý cơ cấu cây trồng. Vùng thật khô phải chủ động chuyển sang cây trồng hạn, thì không có gieo cây lúa nữa ở những vùng chân cao, đúng không ạ? Thí dụ như Hà Nội có một số ít diện tích khoảng 5 đến 7% chân cao. Rồi một số nơi chúng ta chủ động ngay từ đầu vụ là đưa cái vùng này để gieo trồng cây màu để giảm bớt cái nhu cầu nước đi. Sau 3 đợt giảm này thì cái lượng nước trên ba hồ sẽ rất là thấp. Đấy thì về tôi nghĩ là năm nay thì chúng ta sẽ cố gắng phấn đấu, nhưng mà các năm tới thì cũng rất mong muốn là các ngành các cấp phải đẩy mạnh các cái biện pháp mà lâu dài, chứ còn biện pháp tạm thời như trước mắt như thế này thì năm nào cũng lo giật gấu va vai như thế là cũng rất là khó, nên phải có biện pháp mà lâu dài về mặt công trình thì chúng tôi có thể vận hành bình thường nhưng mà vẫn lấy nước. Trước mắt để chuẩn bị đón đợt xả nước đầu tiên cho vụ đông xuân này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ tập trung huy động máy móc phương tiện, đặc biệt là sử dụng tối đa các trạm bơm dã chiến, tranh thủ lấy nước vào đồng ruộng phục vụ gieo cấy, lấy nước vào các hệ thống kênh mương, ao đầm để trữ nước tưới dưỡng lúa sau này. Việc sử dụng nước phải đảm bảo tiết kiệm, vừa phục vụ sản xuất lúa, vừa đảm bảo nguồn nước phát điện và cung cấp nước cho sinh hoạt.